năm nay mình 28 tuổi, sau năm mình vẫn 28 tuổi, sau năm nữa mình vẫn 28 tuổi thôi. Em có một cái vấn đề này nè bác, cái cổ nó vẫn còn nhăn, nó vẫn bị hơi trùng một tí so với cái mặt đó. Nhưng mà em mới 28 tuổi, thì em đặt những cái công nghệ nó có quá sớm. Thực ra về công nghệ thì mình ở độ tuổi nào có thể làm được, vì là nó sử dụng sẵn. Và về công nghệ mà sử dụng cho vùng nặng này, về vùng cổ này, cho nó săn cơ săn da hơn, thì mình sẽ sử dụng cái công nghệ là thuật phí kết hợp công nghệ HA. Thì mình sẽ có gói combo mới nhất đó, Ultralift sẽ rất là phù hợp cho mình, bởi vì nhất là Ultralift sẽ có số like vừa đủ cho vùng cổ nặng. Ngoài ra thì nó sẽ có 2 CCHA tinh khiết để mình đi, nhất là vùng trũng mắt, giải quyết vùng trũng mắt cho mình này, và mắt mình đỡ sâm hơn. Ngoài ra là cái vùng môi thì mình cũng sẽ đi một xíu với cái tinh chất Roga để cho môi mình căng hơn, nó mọng hơn, mình cảm giác mình tinh khiết hơn. Vậy là em làm được đúng không bác? Làm được. Dạ. Và mình làm sớm thì mình đẹp sớm, và mình trẻ hoài. Năm nay mình 28 tuổi, sau năm mình vẫn 28 tuổi, sau năm mình 28 tuổi thôi. Làm xong có đẹp liền hả bác? Hay là sao? Thì làm xong công nghệ sẽ đáp ứng được từ 10-15% là mình nhìn thấy liền. Tuy nhiên là từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng còn phải thời gian tăng sinh collagen, tăng sinh elastin cho da, nên là ráng đợi là từ 2 tháng rưỡi 3 tháng sẽ là cái lúc mà mình đẹp nhất. Vậy thôi để em đầu tư chuyến này coi sao. Đầu tư chuyến này. Chính em tương tự mình nghe em thôi, mãi theo sau mình nghe em thôi, mãi xin mê mình nghe em thôi, mãi yêu thương.